Meditation, tìm từ một cụm từ trong cái bài này để mà khớp với bên dưới. Cái từ các chị để ý, cái từ trong bài này đầu tiên đó là từ surgery. Surgery, đúng không? Thì thấy liên quan đến cái từ surgery là phẫu thuật thì mình có Anesthesia là gì các chị nhỉ? Là bác sĩ gây mê và gây mê trước ha. Rồi mới kéo tiếp lên trên là local anesthetic, gây mê hoặc gây tê luôn ha. Thì local anesthetic là gì? Là gây tê ha, là một khu vực thôi. Hoặc là general anesthetic. General anesthetic là gây mê hoặc gây tê toàn thân ha. Như vậy ở trong cái nhánh đầu tiên surgery thì mình có cái anesthetic, và trong cái anesthetic mình có cái local và general, ok. Được chưa? Cái nhánh thứ hai đó là major surgery, là surgery là phẫu thuật. Thì mình có cái major surgery nãy mình có nhận lần rồi, đó là gì? Đại phẫu. Major là chính yếu, chủ yếu là gì, là đại phẫu ha. À, trong cái phẫu, đại phẫu đó thì có gì? Heart surgery là phẫu thuật gì? Tim, đúng rồi. Rồi có heart surgeon, bác sĩ phẫu thuật tim, đúng không? Surgeon, bác sĩ phẫu thuật. Thì có cái scalpel là gì, cái hàm dao mổ.
sai trần. Những cái cervical instrument có cái cervical clot là gì? Là căng tay hoặc mổ, đúng không? Clot là căng tay. Căng tay mổ. Được chưa? Thì đây là một cái mang nhé. Đây là cách học từ vựng cho nó dễ ghi nhớ và học được nhiều từ. Thì ví dụ như đây, chúng ta là mình học theo cái dạng đối phó và không có khai thác được nhiều ha. Thì ví dụ như khi học từ vựng liên quan đến mổ, surgery, thì mình học tất cả những cái gọi là tập hợp cha và một con nó hết liên quan đến mổ, thì các anh chị sẽ nhớ lâu, sẽ là nhớ nhiều từ trong thời gian ngắn ha. Ví dụ như vậy. Rồi bây giờ các anh chị đọc mình hiểu rồi thì đưa từ trên xuống thì anh chị